sinh mổ không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn tác động lớn đến tâm lý của sản phụ, đặc biệt với những mẹ bầu muốn sinh thường nhưng sau đó là bác sĩ lại chỉ định sinh mổ. Tuy nhiên, các mẹ cũng đừng quá lo lắng, hãy ghi nhớ 5 điều này để mau phục hồi nhé. 1. Không nằm nhiều nếu muốn nhanh phục hồi sau sinh mổ. Theo quan niệm xưa, nhiều bà và mẹ cho rằng phụ nữ sau sinh thì không nên đi lại hay hoạt động nhiều mà nên nằm im một chỗ. Tuy nhiên, theo quan điểm hiện đại, mẹ sau sinh mổ không nên kiêng nằm nhiều mà cần tăng cường vận động thể chất để giúp máu huyết lưu thông, nhanh chóng hồi phục. Mẹ đẻ mổ nằm quá nhiều có thể khiến tâm trạng không thoải mái, dễ chóng mặt, choáng váng, máu huyết lưu thông kém và dễ có nguy cơ thuyên tắc phổi. 2. Không kiêng tắm kẻo bị nhiễm trùng vết mổ. Nhiều mẹ sau sinh vẫn giữ quan niệm sinh đẻ là phải kiêng tắm rửa. Việc kiêng tắm rửa khiến mẹ luôn trong tình trạng nóng nực, bực bội, bức bối, khó chịu, dễ dẫn đến stress, căng thẳng, trầm cảm sau sinh. Việc mẹ kiêng tắm rửa cũng dễ làm nhiễm trùng vết thương hơn và gây ảnh hưởng đến em bé. Nó khiến bé có thể nhiễm khuẩn khi bú sữa mẹ do cơ thể mẹ không được vệ sinh sạch sẽ. 3. Không ăn quá no kẻo hại dạ dày. Trước khi bước vào cuộc đại phẫu để đón em bé chào đời, mẹ không được ăn uống để ngừa tình trạng thức ăn trong dạ dày trào ngược vào phổi do hít phải. Chính vì nhịn quá lâu lại thêm mất sức sau ca mổ, nhiều mẹ sẽ cảm thấy đói vô cùng, chỉ muốn ăn thật no. Tuy nhiên, mẹ nên nhớ trong quá trình đẻ mổ, bác sĩ đã tác động đến thành ruột dạ dày, khiến dạ dày bị ức chế và ruột yếu đi. Nếu mẹ ăn quá nhiều, thức ăn sẽ tích tụ trong dạ dày và ruột. Khi các cơ quan này còn yếu không tiêu hóa được, dễ dẫn đến bị táo bón, đầy hơi, không có lợi cho quá trình phục hồi sau sinh mổ. Sau sinh, mẹ nên nghỉ ngơi khoảng 6 giờ rồi có thể ăn cháo loãng, súp. Sau 2 đến 3 ngày thì hệ tiêu hóa đã hoạt động trở lại, mẹ có thể ăn cơm. 4. Không làm việc nặng vì ảnh hưởng đến vết mổ. Một số mẹ sau sinh mổ chưa lâu đã làm việc nặng, xách vật nặng mà không lường trước rằng điều này có thể làm ảnh hưởng đến vết thương mổ đẻ, làm bục vết thương, nhiễm trùng vết thương. Sau sinh mổ, cơ thể mẹ còn yếu ớt, việc phải gắng sức mang vác quá nặng cũng khiến mẹ mệt mỏi, choáng váng, chóng mặt, ngất xỉu. 5. Không tập luyện thể thao quá sớm. Vì lo sợ rằng vóc dáng của mình sẽ ngày càng xồ xề xấu xí sau sinh, nhiều mẹ vừa sinh con vài ngày đã vội vàng tìm cách tập luyện để giảm cân sau sinh. Khi mẹ gắng sức tập luyện có thể làm ảnh hưởng đến vết mổ đẻ. Tập luyện quá sớm sau sinh mổ cũng khiến mẹ dễ bị choáng váng, ngất xỉu, mệt mỏi. Mẹ nên chờ cho đến khi vết thương lành hẳn rồi hãy quyết định có tập luyện hay không. Ngoài ra, sau sinh mổ cơ thể mất nhiều sức lực, năng lượng. Thay vì ăn uống kiêng kem, mẹ nên ăn đa dạng thực phẩm, đặc biệt là những thực phẩm lợi sữa giúp tử cung đàn hồi tốt, cho mẹ nhanh chóng hồi phục sau sinh mổ, cơ thể trở lại trạng thái ban đầu.